Huyện Vĩnh Tường không chỉ được biết tới với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, săn vật trù phú, mà vùng đất này còn là địa điểm du lịch tâm linh và văn hóa hấp dẫn với nhiều công trình đền, đình, chùa nổi tiếng. Ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với Khám phá Vĩnh Phúc đến thăm một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân thị trấn Tứ Trưng từ bao đời nay nhé! Di tích Đền Đức Ông thuộc thôn Văn Trưng xưa, nay thuộc khu 5 thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường. Đây là ngôi đền chung của ba làng cổ Thế Trưng, Văn Trưng và Vĩnh Trưng, thờ vị Thanh Hoàng, Đông Kinh Phán Quan Đại Vương Thượng Đẳng Phúc Thần, quý là Nguyễn Văn Nhượng, người kẻ Dưng làm quan dưới triều vua Lý Cao Tông thế kỷ 12. Có công đánh giặc Ai Lao, gìn giữ biên cương. Khi mất, ông được triều đình cho lập đền, xây lăng tại quê hương. Theo các thư tịch cổ, đền Đức Ông tiền thân là lăng Đức Ông cùng với lăng Bảo Trưng ở xã Phù Đa, được xây dựng từ sau khi danh tướng Nguyễn Văn Nhượng mất. Song đến cuối thế kỷ 18, lăng Đức Ông bị tàn phá nặng nề, nhân dân sở tại mới rời về vị trí hiện nay để xây dựng đền thờ, từ đó gọi là đền Đức Ông. Hàng năm thì địa phương là có tổ chức là tế lễ theo nghi thức là quốc gia vào ngày 7 tháng Giêng để tỏ lòng là biết ơn cái công lao của cụ đối với đất nước, cũng như là một niềm tự hào của địa phương là có một người con rất là ưu tú đã mang lại cái vinh quang cho quê hương và đất nước. Đền Đức Ông có mặt bằng kiến trúc hình chữ đinh, gồm hai tòa tiền tế và hậu cung. Kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc dân gian được thể hiện khá đặc sắc, phong phú, bài trí thờ tự uy nghi, ấm cúng. Các cấu kiện kiến trúc gỗ được gia cố cẩn thận, chính xác theo tỷ lệ mực thước, bào trơn, đóng bén, mộng sàm chặt khít, tạo sự vững chãi cho ngôi đền. Các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc trên gỗ vừa phong phú, sinh động, vừa tinh tế, đặc sắc với các hình tượng rồng phượng, kim nghê, vân mây, hoa lá, chim muông. Ngoài giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật, đền còn lưu giữ được một số tiêu bản hiện vật, di vật quý như ngọc phả, sắc phong, hoành phi, mâm bồng, chóe thờ, viên đá thờ, chó đá, lư hương, phù điêu hình rồng. Đây là những tư liệu quý báu có giá trị lịch sử, phục vụ đắc lực cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử nước nhà qua các triều đại phong kiến. Nhân dân của chúng tôi rất là quý những cái hiện vật còn lưu giữ được ở địa phương. Ngay từ ngày xưa thì nhân dân ba làng Kẻ Dưng chúng tôi là đã tu tạo, và trong quá trình ấy thì thời nhà Lê cũng đã có hai vị là vua đã cho trùng tu vào năm 1753, và thời Nguyễn thì là vào năm 1912 trùng tu lại, nhưng mà những vân gỗ này vẫn được giữ nguyên, thể hiện là cái gỗ rất là chắc chắn và rất là tốt để lưu giữ lại cho nhân dân. Và cũng từ đó mà nhân dân Tứ Trưng chúng tôi là cũng đã trùng tu, sửa sang thường xuyên để làm nơi vừa là giáo dục cho thế hệ con cháu thấy cái vinh dự của làng mình đã có những vị tướng là đóng góp cho đất nước, xây dựng đất nước thời nhà Lý, đã có công giúp cho dân là có ruộng, có tiểu thương nghiệp, đánh giặc ngoại xâm để bảo vệ cái đất nước Đại Việt của chúng ta là được bền vững. Hiện đền Đức Ông còn lưu giữ được 13 đạo sắc phong của các triều đại phong kiến. Trong đó, sắc phong có niên đại sớm nhất là Cảnh Hưng Nguyên Niên năm 1742. Ba cuốn tài liệu viết bằng chữ Hán nói về vị thần được thờ ở đền Đức Ông có niên đại thế kỷ 17-19. Nhân dân thị trấn Tứ Trưng hiện còn lưu giữ nhiều phong tục tập quán tốt đẹp gắn với di tích đền Đức Ông. Đây là nơi tổ chức lễ hội Dưng nổi tiếng từ ngày 6 đến 7 tháng Giêng hàng năm nhằm tưởng nhớ ngày hóa của Đức Ông. Di tích đền Đức Ông không chỉ là nơi ghi dấu ấn sâu sắc thiêng liêng về vị danh tướng của dân tộc, mà còn là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau về đạo lý uống nước nhớ nguồn,
sự tôn kính đối với vị danh tướng đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nếu có dịp về huyện Vĩnh Tường, ngôi đền Đức Ông ở thị trấn Từ Trưng chắc chắn sẽ là một điểm đến ý nghĩa trong hành trình khám phá các di tích văn hóa tâm linh của du khách.